UAV Ukraine liên tiếp tập kích lãnh thổ Nga. Ukraine sử dụng UAV tấn công nhà máy quốc phòng ở Tula và cơ sở khí đốt gần thành phố St. Petersburg của Nga, gây ra hỏa hoạn. TV một ngày 21 tháng 1 dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine, SBU, cho biết lực lượng này đã triển khai máy bay không người lái, UAV, tập kích nhà máy quốc phòng Sikolovan ở tỉnh Tula của Nga. Đây là cơ sở chuyên sản xuất hệ thống phòng không Panzer, F-1 và nhiều loại khí tài quan trọng khác cho quân đội Nga. Video trên mạng xã hội cho thấy cuộc tập kích gây ra vụ nổ lớn tại nhà máy. Vật hờ co GPU, kênh Telegram chuyên dẫn thông tin từ cơ quan an ninh liên bang Nga, FSB, cho biết hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại quận Proleti ở Tula, nơi đặt nhà máy quốc phòng Sikolovan. Tỉnh Tula nằm cách thủ đô Moskva khoảng 200 km về phía nam, được coi là thủ phủ của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Những công xưởng chế tạo vũ khí đầu tiên được xây dựng ở đây từ năm 1712 và liên tục xuất xưởng khí tài quân sự trong hơn 300 năm qua. Hiện có 25 tập đoàn quốc phòng Nga đặt trụ sở và nhà máy ở Tula. Alexander Dorodenko, thống đốc vùng Leningrad của Nga, cùng ngày 21 tháng 1 thông báo đã xảy ra hỏa hoạn tại cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng Novatek ở cảng Usluga, ven biển Baltic, cách thành phố St. Petersburg khoảng 170 km về phía tây. Dorodenko cho hay không có thương vong trong vụ cháy, song không tiết lộ nguyên nhân hỏa hoạn. Truyền thông Nga cho biết người dân gần đó đã nghe thấy âm thanh của UAV cùng tiếng nổ lớn trước khi vụ cháy xảy ra. Nguồn tin từ SBU sau đó xác nhận lực lượng Ukraine đã phóng UAV tập kích cơ sở Novatek, thêm rằng thiệt hại này sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng nhiên liệu cho lực lượng Nga, gây ảnh hưởng tới hoạt động tác chiến của họ trên tiền tuyến. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin. Ukraine những ngày qua tăng cường sử dụng tên lửa, UAV để tập kích mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Giới chức Nga ngày 19 tháng 1 cho biết kho dầu Klinstok tại tỉnh Bryansk của nước này đã bốc cháy vì UAV Ukraine thả đạn trúng cơ sở ngay trước khi bị đánh chặn. Trước đó một ngày, phòng không Nga cũng đã hạ một UAV mang chất nổ nhắm vào kho dầu ở khu vực phía bắc tỉnh Leningrad. Giới chuyên gia nhận định các cuộc tập kích gần đây cho thấy Ukraine đang triển khai loại UAV mới có tầm bay xa hơn và sức công phá mạnh hơn để nhắm mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Truyền thông Ukraine tháng trước cho biết quân đội nước này bắt đầu tiếp nhận mẫu UAV tự sát, lưỡi hái, được coi là đối trọng với dòng UAV kiểu Shahed của Nga. Do có chi phí sản xuất thấp và tầm hoạt động xa, lên tới gần 900 km. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.